Tập 4, Adventures in the Air. Ở đây chúng ta làm rõ với nhau một số khái niệm. Đầu tiên là chúng ta có hot air balloon. Hot air balloon. Đấy, thì đây là khinh khí cầu. Đấy là chúng ta sẽ sử dụng một quả bóng, một quả khinh khí cầu rất là to như thế này. Thì đây là cách cổ điển, cách xa xưa nhất. Còn cho hiện đại thì người ta sử dụng bóng bay, người ta gọi là cluster balloon. Thì đây người ta sẽ sử dụng những cái chùm bóng bay như thế này để bay lên không trung. Thì cái này người ta gọi là cluster balloon. Thì đây là cái trò mới hơn, hiện đại hơn. Và bài này thì người ta sẽ nói đến cái trò cluster đó. Rồi, chuyến bay ở đây người ta dùng balloon này thì chúng ta chỉ dịch là khinh khí cầu thôi. Chuyến bay khinh khí cầu đầu tiên chở hành khách được thực hiện bởi anh em nhà Mong Toli Fire năm 1783. Họ sử dụng hot air, đấy, khinh khí cầu, khí nóng để làm bay lơ lửng cái quả khinh khí cầu này hơn 10.000 mét trên không trung. Ngày nay thì mọi người vẫn bay bằng balloon, bằng khinh khí cầu, hot air balloons. Nhưng có một cái môn thể thao mà làm sao? Less well known, là ít nổi tiếng hơn, được gọi là trò cluster balloon này. Thay vì sử dụng một quả to thì hàng trăm quả nhỏ được sử dụng. Cái trò bóng bay này, cluster này, bóng bay thì được phát minh bởi một tài xế xe tải gọi là Larry Water. Larry thì đã muốn bay, sử dụng bóng bay trong một khoảng thời gian dài. Chấm 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 chấm. Mất anh ta 20 năm. À, chúng ta đi từ however này. Đó. However, buổi trước anh bảo chưa nhỉ? Bảo rồi đúng không? Bảo hay chưa bảo nhỉ? Buổi trước chúng ta gặp cái từ however này không nhỉ? Như có chứ nhỉ? Cái từ however này các bạn chú ý là nó có thể xuất hiện ở giữa câu này, xuất hiện ở cuối câu này. Nhưng mà khi các bạn dịch, các bạn nhớ chúng ta phải vứt lên đầu câu để dịch, vứt lên đầu câu để dịch however. Trong tình huống này nó ở giữa câu, nhưng mà vứt lên đầu câu thì các bạn phải hiểu là cái câu 16 này với câu đằng sau là nó tương phản với nhau, hiểu không? Từ cái chỗ mất 20 năm này này đấy, để biến giấc mơ thành hiện thực, nó sẽ tương phản với câu 16 này, phải yếu tố tương phản. Và chỗ này là nói đến thằng Larry, đang nhắc đến Larry ở đây. Đại từ ở đây người ta có thể sử dụng he ở đây rồi. Nhắc đến Larry. Liên quan đến ước mơ của anh ta, nhắc đến đúng không? Ước mơ mong muốn của anh ta. Ước mơ mong muốn. Đã muốn sử dụng cho bay trong một thời gian dài. Chờ chờ chờ. Anh ta biết rằng điều này sẽ làm cho anh ta sợ hãi. Không liên quan. Đấy, đằng sau là mất 20 năm là một điều tiêu cực gì đó đúng không? Đấy, đằng trước lại một điều tiêu cực nữa thì là hoàn toàn không đúng. Đấy, afraid này, tiêu cực này. Khinh khí cầu cũ tạo ra âm thanh ồn ào lạc hậu cuộc xưa đấy. IC thực tế thì anh ta chỉ là một cậu bé khi anh ta bắt đầu nghĩ về điều này. Đấy, đáp án đúng ở đây sẽ là IC. IC. Đó, anh ta đã muốn bay rất lâu rồi. Anh ta nghĩ về điều này khi anh ta còn là cậu bé. Và tuy nhiên mất tới 20 năm để biến giấc mơ thành hiện thực. Một ngày nọ, Larry quyết định là thực hiện một thí nghiệm. Anh ta muốn thử bay một vài mét trên cái vườn của mình. Vậy nên anh ta mua 45 quả bóng bay. Fill with, cái này học rồi, gặp rất là nhiều rồi. Làm đầy, lấp đầy. Đó. Đây cũng là bơm đầy vào với khí ga hoặc là khí helium, khí heli. Buộc nó vào một cái ghế, sau đó anh ta cắt cái dây thừng mà giữ cái ghế này với mặt đất. Sau khi anh ta cắt thì anh ta sẽ làm sao? Anh ta sẽ bay. Cái ghế và Larry thì ngồi trên ấy, thì bay một vài km trên bầu trời thay vì là chỉ một vài mét. Có phải đọc câu này các bạn thấy không? Các bạn phải nhận ra một cái tư quan ở đây. Bắt buộc các bạn tư quan ở đây. Này, đằng trước này. Anh ta chỉ muốn bay một vài mét trên vườn của mình đúng không? Xong rồi sau này anh ta bay một vài km thay vì chỉ một vài mét. Các bạn đọc câu này là các bạn thấy một cái điều bất ngờ ở đây rồi.
Các bạn thấy một điều bất ngờ đây. Đấy, bất ngờ so với dự tính ban đầu của anh ta. Đấy, khi mà chúng ta nói đến một cái điểm bất ngờ so với dự tính ban đầu thì chúng ta sẽ phải có những cái từ như là từ bất hay là những cái từ however này. Đây là một điều bắt buộc. À, đấy, phải có bất, phải có however. Đấy, hoặc là những cái từ thể hiện sự bất ngờ chẳng hạn như là gì nhỉ? I couldn't believe. Trong mấy trong bài trước không thể tin vào mắt mình. I couldn't believe. Nhưng ở đây anh vẫn ưu tiên là khả năng là nó sẽ xuất hiện cái từ bất however này là nhiều. Nào tìm nào, thật may mắn thì không phải một cái điều bất ngờ rồi. Chúng ít nguy hiểm hơn đây, chúng ta chú ý từ however này. Nhưng tuy nhiên có một vấn đề không mong đợi. Đấy, đáp án chắc chắn đây là ý F. F gió thì thổi mạnh hơn này, thổi mạnh này. Larry thì bắt đầu bay về phía biển. Mọi thứ còn trở nên nguy hiểm. Sau đó thì vấn đề còn trầm trọng hơn. Đấy, matter, vấn đề. Gió thay đổi và những quả bóng bay này thì bắt đầu bay về phía sân bay địa phương. Larry cảm thấy rất là sợ hãi. Chấm chấm chấm. Câu chuyện của Larry, câu chuyện về chuyến bay của Larry thì khắp trên các mặt báo, news, tin tức, mặt báo. Và đây là cái mà môn thể thao mạo hiểm Cluster Ballooning ra đời. Ở đây các bạn thấy là cái này nó chưa kết thúc câu chuyện của thằng Larry đúng không? Lại chúng ta đọc ở đây chúng ta thấy là đây bay về phía sân bay, Larry lo lắng thế chuyện gì xảy ra? Trong một chấm chấm câu chuyện thì khác mặt báo. Vậy thì chỗ này 18 này là kết thúc của câu chuyện này. Anh đoán là thằng này nó sẽ an toàn thôi, bởi vì thằng này nó mà toi thì môn thể thao này không thể ra đời được. Người ta sẽ không cho môn này. Đây, kết thúc ở đây sẽ là ý D. Thật là may mắn anh ta đã landed, anh ta đã hạ cánh an toàn. Land, hạ cánh. Cái từ land này danh từ các bạn biết là vùng đất, nhưng mà động từ các bạn phải biết nó là hạ cánh nhé. Nó ngược lại đối với cái từ gì nhỉ, nó ngược lại với cái từ take off. Take off này là cất cánh, còn land thì là hạ cánh. Đó. Hoặc là con ruồi, con chim đậu trên cành cây, chúng ta cũng dùng cái từ land này, dùng cho từ đậu. Rồi kết thúc câu chuyện ở đằng này, đoạn cuối này là sang một câu chuyện khác. Đây, nhắc đến một người khác, Leo Burn. Thằng này là một chuyên gia, lại một vận động viên chơi cái trò balloon cluster bóng bay này, nhiều kinh nghiệm này. Đấy, cái từ nis này các bạn thấy không? Balloon thì là bóng bay, thêm nữa is này vào thì là cái người chơi cái bộ môn này. Giống như buổi trước chúng ta học cái từ cycle, đạp xe. Cyclist là vận động viên đạp xe. Đã bay cái trò cluster balloon, bay bóng bay hơn à qua những cái dạng núi lớn nhất ở châu Âu, gọi là dạng Alps, dạng núi Alps, dãy núi Alps. Đây không phải là chuyến bay đầu tiên của anh ta. Đọc cái câu này là anh biết là đằng sau người ta nói đến cái gì. Đây, đằng trước người ta bảo là anh ta bay bằng cluster balloon. Xong rồi câu tiếp theo là đây không phải là chuyến bay đầu tiên của anh ta. Đọc đến đây là anh biết là câu đằng sau nó sẽ nói là gì. Vậy thì chuyến bay đầu tiên của anh ta là gì? Là khi nào? Là như thế nào? Đó. Đây là một cái dạng đấy. Phát bố này vào khá là nhiều. Đây không phải là chuyến bay đầu tiên của anh ta. Không phải là chứ không phải là đấy, cái gì đó đầu tiên. Thì làm sao câu sau nó sẽ phải là gì, câu tiếp theo nó sẽ phải là gì, vậy khi nào là cái đầu tiên? Sao anh nhớ cái này, bởi vì là có vài bài đằng sau đấy là người ta sẽ cho các bạn cái câu này, người ta sẽ ra đây không phải chuyến bay đầu tiên của anh ta, sau đó người ta sẽ làm sao, người ta sẽ chơi nhớ nhớ. À, đọc cái câu không phải đầu tiên, đây không phải cái đầu tiên thì các bạn phải nảy ra trong đầu luôn là cái câu đằng sau ấy, chắc chắn là cái câu là gì, thế khi nào là cái đầu tiên. Có một cái dạng bài nó vào cái này cũng khá là nhiều đấy, nhiều bài nó vào cái tình huống như thế này. À, rồi từ dâu này dạy chữ nhỉ. À, các bạn biết cái thằng ô dâu, các bạn hay dịch cái thằng ô dâu với cả even dâu là mặc dù, đúng không?
Nhưng mà cái thằng dâu này này, các bạn không dịch mặc dù nhé, các bạn dịch là nhưng cho anh. Nó bằng với but, nó bằng với however. Đấy, nhưng các bạn chú ý này, cái thằng ô dâu, cái thằng even dâu này thường ấy, người ta lúc nào không phải thường đâu mà lúc nào thì người ta sẽ để là đầu đầu câu hoặc đầu mệnh đề, đầu câu đầu mệnh đề. Còn cái thằng dâu này này, lúc qué nào nó cũng cái thằng dâu nhá, nghĩa của nó thì bằng bất nhưng mà vị trí của nó sẽ khác nhé. Đấy, cái thằng bất này này, cái thằng dâu này, này. Các bạn phải dịch là nhưng mà vị trí của nó lúc qué nào cũng là cuối cuối câu cuối mệnh đề. Và khi các bạn dịch đấy, khi dịch thì các bạn phải vứt nó lên đầu. Lên nào không dâu này vứt lúc qué nào ở cuối câu và khi dịch các bạn vứt lên này đó, thì các bạn sẽ thấy nó có nghĩa nha. Đấy, anh ta đã bay qua những dặng núi lớn nhất đấy, nhưng đây không phải là chuyến bay đầu tiên đâu. Vậy thì chuyến bay đầu tiên đó là khi nào? Đây, anh ta đã có bằng phi công một vài năm trước và đã rất là quen thuộc này, used to với này, to be used to này. Đấy. To be used to này. Không được dịch là gì? Đã từng đâu mà phải dịch là quen thuộc. To be used to. Anh ta đã quen với việc lái máy bay rồi. Pilot là phi công mà. Theo như Leo thì không có cách nào hay hơn để bay cả, không có cách nào tốt hơn để bay cả. Vậy thì ở đây là các bạn thấy là anh ta đang so sánh cái gì đây? Người ta sử dụng câu so sánh này. There's no better way to fly. Vậy thì ở đây anh ta đang so sánh cái gì với nhau? Đằng trước rõ ràng người ta thấy là anh ta chơi hai trò. Thứ nhất là trò cluster balloon, là trò dùng bánh bay, dùng bóng bay để bay. Và thứ hai là lái máy bay. Đấy, theo anh ta thì cái gì là cái hay, là cái cách hay hơn để bay? Nào, chúng ta xem. À, sợ này, tạo tiếng ồn này, nó phải khen thì nó mới mới câu này chắc chắn là phải câu nó khen xong rồi nó mới nói là gì, không có cách nào hay hơn để bay đúng không, phải khen xong rồi mới mới nhắc đến là cái này là tốt nhất hay nhất chứ. AF chọn rồi này, IH IG chọn rồi này, à đâu IG chưa chọn, nhưng ngày nay thì anh ta thích sử dụng bóng bay. Đó, đáp án đây sẽ là IG IG G. Ngày nay theo ông ta, theo thằng Leo này, không có cách nào hay hơn để bay cả. Những quả bóng bay ấy thì rất là tuyệt vời, anh ta nói những quả bóng bay thì hoàn toàn như là lại completely silent, à completely silent chấm 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 chúng không an toàn, chúng không an toàn này, cấu trúc so sánh như là những quả bóng bay. Thì ở đây đằng trước anh ta nhắc đến bóng bay thì yên lặng này, đó, bóng bay tuyệt vời này, bóng bay yên lặng, chúng không an toàn như bóng bay. Vậy thì thằng dây này phải làm cái gì đó khác với bóng bay đúng không, khác với bóng bay, dây số nhiều. Vậy thì dây ở đây là ai, chúng ta tìm cái dây đó. À, sợ không liên quan, đây đáp án sẽ là ý B, những cái quả khinh khí cầu. Đấy, hot air balloon đấy là khinh khí cầu cũ cổ. Đó, cũ cổ thì làm sao tạo ra những cái tiếng ồn rất là kinh khủng. Đó, đáp án đây sẽ là ý B. Ok. Rồi, bài này các bạn chú ý nhé, đó là những cái thằng bất này thì nó không giống như thằng dâu, thằng however. Thằng bất này thì lúc qué nào nó cũng ở đầu câu đầu mệnh đề rồi, nhưng cái thằng however, thằng dâu này này, các bạn phải chú ý cho anh, đó là khi mà nó xuất hiện thông thường đấy, có thể nó không đứng ở đầu câu đâu mà nó có thể đứng ở giữa câu, ở cuối câu. Thằng however này có thể ở cuối câu ấy nhá, nhưng mà lúc dịch các bạn cũng phải vứt lên đầu. Còn thằng dâu này thì lúc qué nào nó cũng ở cuối câu hết, luôn luôn ở cuối câu, và lúc dịch thì các bạn phải vứt lên đầu để dịch. Để xét đến cái tính tương phản của nó xem như thế nào.